thì mình sẽ có hai góc. Sáng tác thoải mái vô cho nó đẹp. Trong bài gì bài ru quanh á, bài gì anh thích nhất á. Thôi hát bài sầu sầu Vương Ý Nhạc đi. Sầu Vương Ý Nhạc rồi, yeah. Ok. Anh nhớ tên tác giả không? Yeah. Hình như tác giả Diễn Châu hay gì đó nè. Tại lâu quá mình cũng không nhớ nữa. Yeah. Nhưng mà nói phóng đại gì đi. Bây giờ em ở đâu? Lời ca tức tưởi giữa cung sầu. Quê nghèo áo nhuộm màu sương gió. Một tấm trấn tình mây biển dâu. Xe dừng lại bên kia cầu bên nước. Nhà ai làm ai rứt cõi lòng ta. Họ không là những nhạc sĩ tài hoa, nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu bến lức, tôi còn nhớ mãi những lời ca thơ ngây của em bé. Trời ơi. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu bến lức, tôi còn nhớ mãi những lời ca của em bé thơ ngây hát dạo ở Giang đường. Năm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền. Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi. Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa sầu vì lòng người, mưa buồn vì tình đời duyên kiếp phòng lâu. Ơi buồn làm sao tiếng ca đầy thắm nào. Đều im lặng và nghe đâu đây như có tiếng thở dài. Gió lạnh từ xa như hòa theo tiếng nhạc u hoài. Ông lão sửa dây đờn, em bé cũng trở sang điều khác. Ai đang đi trên đường đây, ai có nghe vang câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh vẫn đưa em về. Giữa trưa buồn nghe náo nuốt lòng ơi.
mưa lành lành buồn bay theo ngọn gió. Gió trở chiều thôi nhẹ hạt mưa xa, buồn làm sao những tiếng nhạc lời ca. Tình nhân loại trang hòa tình đất nước, những đường tơ đang trùng theo mấy ngón tay gầy guộc đang rung rung bấm nhẹ mấy cung đàn. Chiếc đàn lông phím tang thương như một chiếc cờ hàng, đôi hôn mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng một nỗi buồn của dị dàng đau thương. Xe đến rồi đi, kẻ xuống Hậu Giang người về đô thì ai không nghe cõi lòng bâng khuâng với lời ca ngây thơ vụng dài gian gian trong tiếng nhạc thâm trầm. Vài bàn tay bỏ vào lấy đôi tờ giấy bạc, ông lão rung rung để lộ nét vui mừng. Cô bé cùng hân hoan cất tiếng ca rằng ai thiên thai rời đi chiến dù vừa tàn, vui ca sang rồi đi chiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài giang lý quang sang, người đi về trong bóng cô đơn. Hỡi ơi buồn làm sao như người đi kẻ ở, buồn làm sao như rạng dở tâm hồn. Bạn chân đã lên rồi, đoàn xe từ từ chuyển bánh. Chú nhìn hình ảnh cha con người ca hát giàu mà lòng bỗng dân tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ. Đời của ai dài đây mai đó, thì đời của ta cũng sườn gió lâu rồi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì lòng người, mưa sầu vì tình đời duyên kiếp không lâu. Ủa, anh em hỏi anh cái anh bắt đầu cầm cái đàn từ lúc nào? Năm 14 tuổi là bắt đầu cầm. Dạ, 14 tuổi. 14 tuổi là anh bắt đầu cầm. Tới năm nay 52 rồi. Ồ. Nhưng mà nói nào nghe mình cũng ít, là tại vì cũng ít có người ca, thì ra lâu lâu mình ví dụ như đi bán số thì mình đợi mình ca hát rồi thôi. Dạ. Yeah. Còn thường cũng ít có tập vợt lắm.
Ủa, bởi vì tới bây giờ cũng còn dở. Không dở đâu anh. Nhưng mà anh đàn, nói chung là anh đàn cho người khác hát là dư sức đúng không? Dạ đúng rồi. Thí dụ bây giờ em trong cái chương trình em mời một số cái ca sĩ mà chuyên nghiệp luôn đó, thì anh đàn dư sức gì đúng không? Được, được. Dạ. Bởi vì mình đòi cho người ta ca thì dễ. Dạ. Còn mình vừa đòi người ca thì khó lắm. Khó xử lý hơn, khó kiểm soát hơn. Dạ. Dạ. Nhưng mà 14 tuổi là anh bắt đầu anh làm quen với cái đàn rồi. Dạ. Rồi cứ lai rai tới giờ mấy chục năm. Anh có đi hội chợ, đàn cho hội chợ. Đàn hội chợ nữa. Dạ. Lô tô hồi xưa đó anh. Ồ, hồi xưa anh có đi đàn lô tô nữa hả? Gánh hát. Hồi xưa đi đoàn lô tô hồi cái lúc đó, cỡ hăm mấy tuổi là cái lúc đó thời điểm đó đâu có ít có dàn nhạc sống lắm. Dạ. Nó chỉ lên sân khấu có cái dàn trống gáp á. Dạ. Rồi ngồi đánh rồi mình thì mình đơn nhạc. Hồi đó em cũng biết. Hồi đó cái qua cổ cái thấy không có ăn, bắt đầu qua nhạc cũng kiếm làm việc mới. Dạ. Cái bắt đầu đi hội chợ, thì đa số người ta ca nhạc không à. Dạ. Rồi sau thời gian ấy cỡ năm 35, 36 tuổi mới 34, 35 tuổi mới gặp vợ. Ừ. Rồi cái thời điểm đó thì nó nằm ngay lúc đó hậu trợ cũng có dàn nhạc lai gai rồi. Bắt đầu mới quay về bán số. Bán số tính ra năm nay cũng cỡ 15, 16 năm rồi đó. 15, 16 năm bán số. Dạ. Là lúc anh gặp chị là lúc đó anh 30 mấy tuổi, là lúc đó anh 34, chưa bán vé số. Anh chưa bán vé số đúng không? Chưa. Giờ lúc đó anh làm cái gì? Thì đi hội chợ đó. À. Đi lên lô tô á. Dạ, đánh đi theo đoàn lô tô hả? Dạ. Dạ, đánh lô tô. Dạ. Ồ, xong rồi gặp chị, lúc đó chị làm cái gì? Em thì đoàn trên sân khấu, còn vợ em thì hả? Đi bán vé. À, đi bán vé. Bán vé lô tô á. À. Rồi xong là hai người ráp nhau luôn. Dạ. Trời ơi. Vậy mà lãng mạn vậy mà giờ tôi cuối cùng chia tay buồn ha. Có nghĩa là mình cây nhà lá vườn mình quất rồi chứ không có cưới hỏi hết trơn á. Cây nhà quất luôn. Hồi xưa cũng khổ mà. Yeah. Anh kể chuyện mà vợ chồng mày ngủ đó. Cái nước ngủ ở dưới sập cái sân khấu vậy nè. Cái ngủ ở dưới cái nước nó lên vậy nè. Khổ. Là cái dưới sân khấu nước lên là sao chạy leo lên trên hả? Hay sao? Hỏi ông bầu. Ông bầu mới xin cho người ta vô cái hiên nhà của người ta ngủ đó. Thì anh kể, anh hỏi anh kể. Trời, mấy kỷ niệm nó khổ quá hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó lại thương nhau. Dạ. Sau này em thấy rằng là ba đứa con thì cũng khó. Mình có một hai đứa mà mình lo rất là đuối. Mà giờ ba đứa thì... Ba đứa đúng khó luôn. Cũng khó, thời điểm đó chị khó. Thì anh tính đi, đứa nghèo 3 năm đó. Dạ. Một đứa nghèo 3 năm. Nói là chuyện đúng thật cái chứ. Rồi lại giờ chị lo cho đứa Út, còn anh này lo cho đứa này. Dạ. Chia nhau ra vậy. Dạ. Ừ. Rồi lâu lâu chị có về đây thăm bé không? Cũng hình như là hồi Tết năm rồi cũng về đây chút, cũng nói chuyện dây lát rồi cũng đi à. Dạ. Tại vì nó nằm ngay đi chị cũng bán phụ ăn cơm cho người ta. Dạ. Mà chị đâu có đi bước nữa phải không? Đâu có ai nữa. Không. Ở về nuôi con thôi. Dạ. Dạ. Chị cũng là người tật nguyền. Ồ. Ủa chị cũng khuyết tật hả anh? Có tật cái giò trái nè. À. À chị bị cái bị tật chân. Dạ. Cái hôm mà nếu em làm cho anh có muốn mời chị xuống không? Không, bị gì chắc lúc này quán bán hoài chứ đâu có. Không thì xin lên xin quán vậy. Tại vì ở chỗ gì đây không có. Nếu ở chỗ gì rồi đi lên chỗ liền là không có xe. Nhưng mà anh vẫn có liên lạc của chị đúng không? Có số lạc của chị. Rồi cái gì em tổ chức thôi. Em nói chủ quán cho em mấy bữa thôi. Rồi chắc bữa đó mà xuất hiện cái chắc. Bữa hổm đó là chắc khóc. Em đi tân gia cái nhà ở trong chỗ em vừa mới cất á. Tức là em vừa cất nhà cho bác chú Tám. Cũng là cựu chiến binh. Cái có dẫn anh vô lấy ca vô lưu nè. Tại vì chú cũng đâu có tiền nữa thôi nhạc sống đâu. Thì mấy ông trong xóm tổ chức tân gia cái vô hát. Cái anh này anh có khả năng hát mép. Anh hát mép, anh hát mà em nói trời lúc đó không cầm cái điện thoại em quay được. Anh hát mép mà anh kể về tình cảm của anh với vợ anh á. Mình nghe mà mọi người chết lặng đi luôn á. Hát mép tức là... Hát mép là sao ta? Có nghĩa là mình ca cương á. Tức là mình hứng là mình ca đại vậy luôn. Dạ. Không, nhưng mà phải có rượu vô ca mới được. À, phải có rượu vô ca mới được hả? Dạ.
Có vô mấy rượu tí nữa mà chồng còn không có uống rượu nữa, tí nó bị khàn như nãy giờ là nó bị khàn chứ lắm. Dạ. Bữa biểu diễn anh là phải có rượu cho anh cái bên đó. Nha. Có cũng để sẵn nhà tại nãy tính gặp anh để nói chuyện rồi chứ đâu có dám uống. Dạ, không đâu sao anh cứ uống đi, uống miễn anh làm mép mép nghe như vậy vui á. Không được. Không được. Uống là phải trên gần tới bờ tới bến mới cho mép được. Còn ví dụ như uống cỡ hạt. Bây giờ như cái tiếng của em nó bị khàn vậy ha. Ừ. Em cứ cỡ khoảng chừng 3 ly vô là cái tiếng trong dắt lại liền. À, nó ngộn vậy đó. Em thấy thực sự lắm anh. Bữa đó em quay ha, em quay là em quay mười mấy lần không được, em nói bữa nay cái gì đó. Uống không tới em ra với xe của em lấy vô một cốc, tán ông cái là tỉnh queo lại. Hát trong veo luôn. Mà giống như kiểu anh không phải là dạng như uống xong rồi say xỉn này kia. Mà kiểu như cái người anh nó quen vậy rồi. Anh uống nó phải có một chút xíu cho máu nó lưu thông đúng đúng. Anh nghe nói hôm trước anh có mình có đi đi thu âm á. Yeah. Anh có đi thu âm mấy cái anh hát, anh cũng hát là nghêu ngao chơi rồi anh đi thu âm. Thì chị phòng thu âm á, chị nói là không biết có đúng hay không nha, cái này mình cũng không có dám nói đúng hay không, nhưng mà ngay kể cả những nghệ sĩ lớn á, thậm chí là họ vào họ hát mà họ mang theo cái chai rượu vang luôn, họ uống luôn, uống nhiều khi gần cả chai á, họ hát cho nó bốc á. Không, em uống gần chai thì cũng không nổi, tại vì thí dụ như mình uống vừa cho nó tới chỉnh ca ha, là uống cỡ khoảng chừng 6-7 ly nhỏ à. 6-7 ly nhỏ là uống là đủ chỉnh ca á. Ồ, chỉ tổ chức chương trình này là từ người dẫn chương trình cho tới nhân vật là cứ anh ly tôi ly làm hồi phải lật gần. được, như này vui vậy nha. Giờ là nghĩ tới chuyện mà tổ chức cho anh lên một chương trình nữa. À, chương trình xong rồi sau đó là anh em mình ngồi cái đoạn cuối đoạn sau mới hay nha. Dạ. Cái đoạn sau mà lúc mà em với anh nhậu chung á, xỉn xỉn á, bắt đầu anh hát mép mà. Hát mép tức là mình hát cương tại chỗ vậy đó. Cương đó, anh tự nghĩ trong đầu nó giống như thể sáng tác nhạc á, nhưng mà nó sẽ quên nhanh sau đó, nhưng mà lời nó rất là chuẩn mà ý được kia. Đờn là em không, nói là chuẩn. Bữa đó. Mà không phải nói em nó hay. Ủa nhưng mà bây giờ anh hỏi này, giờ ví dụ như ở Hậu Giang mà mình ở đây mà mình làm chỗ nào hay ta? Ở đây có ngày danh dành cho em đâu có thấy đâu. Hậu Giang thì có cái chỗ nào mà mình có thể bà con tới đông mình làm ngoài trời được. Ngay cầu, ngay chỗ cầu. Chỗ cái chợ đêm á, chợ đêm bây giờ đây. Nó trống, không viên rộng. Dạ. Mà không biết là công an phải cho không á. Mình xin phép. Còn không thì đưa lên Cần Thơ. Ở đâu cũng được, nói chung là không chỗ nào để phía sau khán giả đông mà họ khán giả họ có điều kiện chút để họ giúp á. Vậy thì phải lên Cần Thơ một khu vực nào đó rộng tí. Rộng mà trong cái còn tổ chức thì cũng hơi khó khăn. Có thể bà con đến cũng đông á, nhưng mà bà con giúp được nhiều hay không? Em cũng không có. Với lại anh sợ ngay cái chợ đó mình tổ chức nó có ổn không anh? Thôi để nghiên cứu. Chắc là nếu được thì chắc cũng khoảng 2-3 tuần nữa. Thì anh đang làm chuẩn bị xong cái tuần này anh làm một nhân vật. Rồi tuần tới mình làm một nhân vật ở trên Đắk Lắk. Một cái giáo sư đó. Một giáo sư mà dạy âm nhạc trên đó. Ông chơi rất nhiều nhạc cụ mà sáng tác. Thí dụ như mình lên chương trình là mình cũng dẫn cầm cái đàn này mình ca hả? Hay là sao? Em sẽ đi kiếm cho anh một cây đàn mới em tặng anh. Đàn xịn hơn. Chứ em thấy cái đàn này tiếng hơi... Cái tiếng nó không có vang, nó không có ấm, nó không có... Đàn này cũng ta tặng bốc. Dạ. Cái tiếng nó hơi nhỏ đó. Nhưng mà dù sao cái đàn này cũng là đàn tình nghĩa. Nhưng mà em sẽ trang bị kiếm cho anh một cái đàn thật ngon. Mình quay cái đàn này nó hay hơn chứ. Dạ. Tại vì thấy cái đàn này nó gắn bó lâu năm rồi. Dạ, sẽ quay cái đàn này anh, không sao. Nhưng mà em tặng anh cái đàn khác để sau này anh có cái đàn anh ở nhà anh chơi á. Dạ. Nhưng mà cái này gắn mic, gắn âm ly vô gắn thì sao? Phải để kê đây. Để vô trong đó, phải bỏ trong đây. Em thấy hồi xưa có. Thấy thôi để cái đó anh tính được không sao? Để anh tính. Rồi. Tổ chức show bự không à anh. Nhưng mà rồi anh sẽ đàn rồi có phần anh đàn anh tự hát nè. Rồi anh đàn cho ca sĩ hát nữa nè. Đó, em sẽ kiếm anh một vài bạn ca cổ mà rất là hay của chương trình đến ngày cổ, các bạn quán quân. Dạ. Dạ. Mấy bạn mà dạy được giải rất cao luôn thì mời vô hát chung với anh. Làm một cái chương trình cho nó ấm cúng nhưng mà nó phải đặc sắc anh. Rồi với lại bữa đó chắc anh cũng phải làm cho anh chuẩn bị cho anh xong 5-6 ly nha, anh uống nha. Anh kéo. Nếu mà có tổ chức là tổ chức ngay thứ bảy chủ nhật chứ, nếu mà để nếu mà tầm bậy bạ, nếu mà mấy cái ngày thứ khác đó thì đi một hôm bỏ nhỏ nhà đâu được. Sao không cho nhỏ đi luôn? Không, nó còn đi học chứ, đâu cho nghỉ đúng được. Đúng rồi, thứ bảy nhật.
cái hay của anh nên là mình thấy anh làm gì làm cũng tất cả mọi cái là hướng đến cho con vẫn phải đi học. Trời, cái gì cả ráng nuôi con đi học dạ. Để thoát nghèo. Dạ. Không anh? Cho nó đi học chứ, dễ gì cho nghỉ. Nói chung là con ai học nghỉ với con tôi là hồi vô tới bây giờ là không nghỉ ngày nào luôn á. Dạ. Thì mình sẽ cố gắng tổ chức vào cái buổi tối thứ bảy đi. Dạ, thứ bảy trở về. Thứ bảy rồi xong cái anh nghỉ lại nghỉ một đêm rồi chủ nhật anh về. Em đưa xe đưa anh về. Thì chắc cho con đi lên ở khách sạn xịn xịn một chút cho con gái nó vui. Con biết hát không con? Ồ, con luyện hát đi con. Ủa em Giang ở đây luôn hay là Giang ở quê gốc Kiên Giang? Ờ, nhà em cưới vợ bên đây. À cưới vợ bên đây hả? Em quê gốc Kiên Giang hả? Sao anh thấy em nói giọng giọng người Bắc vậy? Em quê Thái Bình. À quê Thái Bình. Thái Bình. À gốc Thái Bình. Ba mẹ em quê Thái Bình. Nhưng mà xong rồi vô Kiên Giang định chơi trong đây rồi xong rồi em muốn. Em làm chung em làm công an 8 năm. À cưới vợ lý lịch không được em ra ngoài em riêng. Thì em học đại học công nghệ thông tin á. Em ra ngoài em kinh doanh máy tính. Rồi nói chung là làm YouTube mà làm giải trí thôi. Khi mình đã có cái công an việc làm ổn định rồi có thu nhập thụ động á thì em mới bắt đầu tiến hành làm YouTube. Còn về chủ tâm là YouTube là em không có. Đúng rồi, đúng rồi. Chủ tâm là để làm kiếm tiền. Đúng. Làm giúp đời, mình làm để tạo ra một cái giá trị. Rồi mình cũng như vậy, mình không bị áp lực. Dạ. Tại vì mình làm mà nếu mình cứ nghĩ phải làm sao để kiếm được view, kiếm được tiền thì lúc đó mình mệt lắm. Hôm nay nó có trend này cái mình đu theo, mai có trend kia mình đu theo là mình kiếm tiền. Mình phải theo xu hướng của dạ. của khán giả nữa, ví dụ dạ. họ thích xàm là mình phải theo xàm. Dạ. Mà nhiều lúc nó vậy nó cũng khó cho mình lắm. Anh nghĩ là mình làm một cái kênh mà nó có đúng là để mình thỏa cái những cái mình đầu tiên là có cái tư liệu. Dạ. Anh nghĩ đầu tiên là vậy. Sau đó là mình giúp được cho nhiều người rồi bản thân mình cũng chia sẻ được nhiều thứ. Dạ. Cũng hay lắm. Nhưng mà đương nhiên khi làm tốt thì tự động là tiền đến rồi ạ. Nên khi em làm cái kênh YouTube á, thì hiện tại em có 3 kênh. Nhưng mà em có cái rule với lại cái plan sẵn. Đó là cái chủ đề mình sẽ đi là cái gì. Là mình tính từ một tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 là mình đi theo plan để khán giả người ta theo. Và theo một khung giờ cố định. Hay quá. Nên em phát cho ảnh là khung giờ 11 giờ trưa. Cứ 11 giờ trưa là em phát cho ảnh. Bữa giờ bận quá không có việc chế. Ngày clip. Đúng rồi, quay một clip là chắc chắn sẽ nhiều người theo dõi lắm. Cũng áp lực á. Ngày clip áp lực lắm á. Một clip thì làm bài thôi. Một clip một bài á, mà quay nó cũng cái thời hả? Gian nó dạ phải chỉnh chu rồi. Tại em á là em thường ít biên tập vậy lắm. Em quay là em cứ để chay như vậy, chính nó càng một mặt càng tốt, không em không có trang điểm. 14 năm mà bây giờ là anh cũng gần 40 năm. Mà em thấy chắc anh mê hát lắm phải không? Anh mê chứ. Mê đúng không? Mê mới có thuộc bài ca nhiều. Dạ. Bây giờ quên bớt rồi chứ. Nhưng mà có ai, tức là trước đây có ai mà anh giống như truyền cảm hứng cho anh đó, tức là anh thích cái người đó xong rồi anh... Không, hồi đó là chỉ nghe thâu băng cassette hồi trước á. Dạ. Hồi trước đâu có đĩa với thẻ đâu. Dạ. Hồi trước cũng nghe đâu cũng hư đâu cũng mấy cái cassette à. Bởi vì bấm tới bấm người bấm nghĩa rồi nó bị liệt hết trơn. Dạ thường. Và anh thích mấy những cái giọng ca anh thích là ai? Nói chung là mình không có thích ai nhưng mà tại cái bản nào thấy hay là khoái à. Cái bản nào thấy hay là học. Dạ. Chứ mình không có phải nói chung là thấy nghệ sĩ thì nói chung ai hát mình nghe cũng hay, dạ, phải không? Dạ đúng. Ai hát mình nghe cũng hay. Nhưng mà đòi hỏi là cái bài nào mình thích, cái bài nào cái nội dung hay mình thích là mình học à. Cái cần gãy hết một cái này. Em ấn tượng cho anh nên cái này gì nè, tức là cái bài hát về Hồ Duy Hải bị án oan đó. Là do cái anh một cái anh bạn em sáng tác. Thì mới đây thôi cái em mới đưa cho anh nghe. Anh nghe xong 2 ngày sau anh thuộc mà thuộc về đàn được luôn, thuộc nhanh vậy hả? Dạ. Cái đó là tức là cái đó phải có sự đam mê và hiểu lắm mới hát được như vậy. Thực sự là giờ anh thuộc đây một chuyện, còn anh đàn được anh lại ghép vô nữa. Đúng rồi. Nó cực kỳ khó luôn mà anh hai ngày anh thuộc lời nhanh ha. Dạ. Thuộc lời làm nhạc nhanh thì đánh nhanh. Mà cái bài này đó là nó không phải giống như ông Viễn Châu mà ông soạn nhạc là cái lời nó xuôi. Còn cái này nó bị đá ngược lại. Có khi anh bị dấp á. Là anh thuộc nhưng mà nhiều khi anh bị vấp ngược á. Thành ra cái bài này là một bài khó. Mà em cho mấy người bạn học ai cũng nói là bài khó hết.
cái bài đó, bài gì, bài đó cái bài là mẹ vẫn đợi con về. Mẹ vẫn đợi con về. Thôi chắc trước khi tạm biệt khán giả đó, anh ráng bài đó nữa ha. Câu thôi, hai câu được anh. Mọi câu bài đó, hai câu, mọi câu. Thôi gì hát hai câu nữa đi ha. Dạ, hai câu đi anh. Bữa nay quý vị khán giả cũng thông cảm dùng, bữa nay tại máy chưa đổ xăng. À, hai câu vọng cổ này thì chẳng nên trích đoạn ngắn trong Giờ Cái Lương được mang tên Kỷ Niệm Thời Con Gái, sáng tác của ai không biết. Bà ơi, cũng tiếng hát này ngày xưa, trong một đêm tiễn đưa ngập ngừng lời thương cảm. Bà ra đi có qua sầu ám đảm, tôi thui thủi quay về giữa cánh sương, rồi đêm nhớ đêm thương qua từng giấc mộng canh dài. Có những đêm mưa rã rước lạnh hiên ngoài, tôi ngồi trong bóng đêm hồn chịu nặng, nhìn về kinh thành mơ tưởng bóng hình ai. Bao kỷ niệm chất đầy trong tâm cảm, nhớ những ngày chốn học chạy qua sông. Bàn tay ai dịu dàng lau từng giọt nước cho tôi, trời lạnh căm căm trong lòng sao vẫn ấm. Ngày tôi tìm bà giữa trưa hè nắng, rắc những con đường như chạy rộng thênh thang, tôi lủi thủi bước đi mồ hôi đẫm ướt lạc lòng bờ giờ giữa phố chợ đông người. Lòng chỉ mong sao tìm gặp được một người, kể lể bao nỗi niềm thương nhớ, để được nhìn ánh mắt rực niềm vui. Nhưng không ngờ tất cả đã đổi thay, người yêu cũ đã có người yêu mới. Trước mắt tôi một chân trời sụp đổ, tôi quay về bóng tối đậm màu đen. Quá này, quá. Mình hết. À, Ngọc ơi, mang mấy quà đồ của anh vô biếu chú. Ủa cái này của mình à, ok. Rồi. Chắc lên mình lấy một cái set gia vị nữa gửi biếu cho anh Giang nè. Rồi anh ơi, em gửi anh nè nước mắm, nước tương với lại tương ớt của em nha. Dạ dạ. Với lại 10 ký gạo nha. Dạ. Rồi. Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ dạ, dạ. Cái này là quà là gặp mặt thôi. Dạ. Rồi vài bữa nữa cũng cái con cầm giùm ba đi. Dạ. Rồi ok. Rồi cái lại em gửi anh một ít tiền mặt. Dạ dạ. Dạ, coi như là lần đầu gặp gỡ, nhưng mà cái chương trình thì như em thứ nhất là như em nói á, tức là chương trình, cái cách xây chương trình là mình có 5 triệu. Rồi quà tặng của một số cái sản phẩm của anh này. Rồi cái thứ hai nữa là toàn bộ số tiền quyên góp được
tại chỗ và cũng như từ xa gửi về cho cái chương trình thì sẽ gửi gần hết. Còn lại chi phí cho ca sĩ, chi phí sân khấu, dàn dựng tất cả mọi thứ thì bên coi như công ty anh sẽ lo hết. Thì em chia sẻ, em trao đổi với anh trước như vậy. Dạ dạ. Rồi xong rồi có lời mời anh ha. Dạ, trước dạ. Thì có mấy bạn bên biên tập cũng nói chuyện mà anh cũng đang ngại. Dạ. Thì chắc có gì Giang thuyết phục anh thêm. Thì cái này em nghĩ cái này là giúp được nó lớn hơn và nó thật sự là nó cái người nghệ sĩ cho dù là đường phố hay là người cũng ước mơ một lần trong đời được đứng, được có một cái sân khấu của riêng mình. Và cá nhân anh thì có thể anh cũng không biết có chính xác hay không, nhưng anh thấy thứ nhất là anh nên là anh rất là đam mê. Cái tiêu chí đầu tiên của chương trình là phải rất là đam mê. Thứ hai nữa là ảnh thực sự là cũng có tài năng chứ không phải không. Đó, còn cái đặc biệt của ảnh nữa thì chắc xin để dành cho cái ngày hôm đó thì quý bà con cô bác mình sẽ được xem hết. Đó, mình sẽ thấy được là cái hát mép ha. Mình cũng đang háo hức coi cái kiểu hát mép ảnh như thế nào luôn. Chắc bữa đó phải 8 ly quá chứ 6 ly sợ không. Nhưng mà giống như bạn Giang chia sẻ thì anh có một khả năng nhớ rất nhanh và tập rất là nhanh luôn, ráp nhạc rất nhanh. Mà những cái kỹ năng đó thì không phải những người bình thường, mình nghĩ là cũng không phải ai cũng làm được. Và với một người khiếm khuyết như anh thì mình nghĩ thực sự rất là đáng khâm phục. Và cái chương trình này thì ngoài tạo điều kiện một cái sân chơi cho những người đam mê rồi những người có tài năng và khó khăn về điều kiện về hoàn cảnh thì cũng mong là sẽ thu hút được sự đóng góp của quý Mạnh Thường Quân rồi quý khán giả gần xa để giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh, để anh có thêm một ít tiền nữa. Dạ. Lộ phí để nuôi con, để trả thêm tiền nhà đó. Mặc dù cái căn nhà của anh thì mình thấy rất là nhỏ, rất là chật hẹp, nhưng mà tiền thuê nhà trong một tháng chắc cũng cả triệu anh. Tính điện nước thì nhà luôn cũng cỡ 650 trở lại à. 650 ha. Dạ. Dạ. Mà 650 là cũng khó khăn, tại vì anh thì đâu có làm gì đâu. Dạ. Còn con thì phải đi học, chi phí cho đi học nữa. Dạ. Thì cái sự học là sự cho thế hệ con em chúng ta nữa, thì cũng mong là quý khán giả và quý bà con Mạnh Thường Quân ủng hộ. Một lần nữa thì cảm ơn anh dành cho Colorman thời gian gặp gỡ, rồi cũng ráng hát mặc dù là thiếu xăng cũng ráng kéo luôn. Hồi nãy là xe nó máy nó hơi khò kẹt chút xíu. Yeah. Rồi đặc biệt là cảm ơn bạn Giang, một cái bạn trẻ mà mình nghĩ là có một cái tấm lòng vàng. Bây giờ các bạn trẻ bây giờ cũng như thế này cũng không có nhiều. Cũng mong là Giang tiếp tục giúp đời, giúp người. Và cũng hy vọng rằng là biết đâu đó là Giang lại tiếp tục phát hiện ra những cái nhân tố mới cho chương trình show diễn cuộc đời, cũng như là các cái chương trình của anh sắp tới, Tiếng Rao và thậm chí còn nhiều chương trình nữa. Thì cũng chia sẻ với anh là em cũng thường xuyên đi tìm những cái mảnh đời bất hạnh. Tại vì thám tử thì ở nước ngoài là tìm vụ án này vụ án kia, nhưng mà đối với em thì nghĩa nó mang tính chất cộng đồng hơn. Tức là em muốn đi tìm những cái điều mà người ta không thấy được, hoặc là ở đâu đó nó còn khuất. Và mình tìm thấy xong rồi đúng không, mình phải về cách mình hướng dẫn họ để cho họ có thể tỏa sáng lên được. Đúng rồi. Xây dựng những cái điều đó và nó muốn người khác giúp mình thì mình đi giúp người khác. Mình đi giúp người khác, ác là có người khác giúp mình, hoặc là mình để lại cái giá trị cho thế hệ mai sau. Nên em vẫn thường hay tâm đắc là em không quan tâm bây giờ người ta nói em thế nào. Em quan tâm là sau này con cháu em sẽ nói về em như thế nào thôi. Em cố gắng vì điều đó. Cảm ơn bạn Giang. Những chia sẻ bạn Giang thực sự là mình rất là đồng cảm, bởi vì chỉ có mình làm mình biết thôi. Yeah. Nhiều khi mình đâu có làm sao mình giải thích được. Còn mình làm sao mình cảm thấy mình cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Tại vì mình đang cố gắng làm những điều mà tốt nhất trong khả năng của mình. Thì cái đó, nghĩ cái đó là điều quan trọng nhất. Và nếu mà làm cái điều gì đó được để giúp không chỉ cho bản thân mình mà giúp được cho nhiều người thì mình nghĩ nó thật sự là rất là ý nghĩa. Còn người đời mà họ, nói chung là có những người chỉ nói mà không bao giờ làm, và có những người thì chỉ làm mà không bao giờ nói. Còn anh nghĩ là anh với em có một điểm chung là vừa nói mà vừa làm, và vừa làm vừa nói. Thì có ba cái loại người như vậy thì mình nghĩ là chuyện đó cuộc sống rất bình thường. Dạ. Nghĩ sao làm là thấy vui. Đó, nhìn cái nụ cười của em là anh thấy nụ cười rất đáng tin cậy. Cho nên là cũng chúc mừng anh, nên là nhiều khi khổ cả đời nhưng mà tự nhiên cái
xế xế này cái gặp có một cậu tự nhiên cậu giúp mình nghĩ như này. Dạ. Đó cũng là cái phước đức của ông bà đó chứ không, mình nhiều khi mình cũng không phải là tự nhiên mà có được. Thôi em chúc anh sức khỏe nha. Dạ, em cũng cố gắng tiếp tục hành trình còn dài lắm, bé này mới có 9 tuổi à, còn dạ, lâu lắm. Ít ra là cũng phải 15 năm nữa. Em đặt cho anh một cái mục tiêu đó là cố gắng hát và xây dựng kênh YouTube của mình để là có thể mua được miếng đất và kết được cái nhà. Đất ở Hậu Giang rất là rẻ, khoảng trăm mấy 200 mà. Rồi cất cái nhà xin hai con ở tá túc được rồi, không thể ở đây như thế này nữa. Cho nên em cũng đang cố gắng thực hiện điều đó. Thì hiện tại hiện tại cũng gọi là đang xây dựng theo cái xu hướng đó mà hay tức là các bài hát anh phải được học và anh phải có một cái sự biến tấu đổi mới gì trong lời hát, mình không thể hát là phong cách của người ta được. Mình phải có gì đó là mang phong cách của Trần Nên và nó phải đậm chất của anh. Anh không phải là nghệ sĩ nhưng mà khi mà anh biểu diễn như nghệ sĩ và anh có một cái tâm hồn như nghệ sĩ thì anh tức là nghệ sĩ chứ không nhất thiết anh phải hát hay như nghệ sĩ. Chính xác. Không biết đâu là cái tập của anh Trần Nên sẽ có nhiều kỳ tích, sẽ có kỳ tích. Và biết đâu anh Trần Nên đủ tiền mua miếng đất. Trăm mấy là có thể mua được miếng đất cho nhỏ nữa không? Dạ, rồi cố gắng nha, cố gắng. Thôi thì nói chung mình cũng không có nói trước được cái gì, cũng không phải là đó là cái mục đích lớn nhất mình hướng đến. Dạ. Đó, thì đầu tiên là cố gắng làm sao có một cái chương trình duyên cuộc đời thực sự ý nghĩa cho anh. Và em tin chắc rằng là bà con cô bác mà yêu quý anh như hiện tại sẽ còn yêu quý anh hơn nữa. Và cái chuyện mà mình có thể có những cái tương lai sắp tới nó sáng lạng hơn, nó tốt đẹp hơn thì đó là điều chắc chắn. Dạ. Nhưng mà nói như bạn Giang là đúng á. Mình không sống nhờ sự thương hại mà thực sự mình phải chứng minh bản thân, thì cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là rất quan trọng. Mặc dù là với những người như anh hay là một số nhân vật đã từng xuất hiện trong show diễn cuộc đời thì thật sự với họ là họ mình nghĩ là cái phấn đấu để chứng minh bản thân và vượt qua khó khăn thì đó là cái điều mình ngưỡng mộ nhất ở những cái người mà có tâm hồn nghệ sĩ, có tố chất nghệ sĩ mà điều kiện khiếm khuyết đủ thứ. Đó là cái điều mà mình rất là trân trọng. Thì với em á, thì em thường tiếp xúc với những người khuyết tật thì họ có hai khuynh hướng tâm lý. Khuynh hướng thứ nhất là khuynh hướng về tâm lý khuyết tật, tức là họ khuyết tật về tâm lý và khuyết tật cả về tâm hồn. Tại vì sao? Tại vì thường có những người đã chỉ biết một số người phải là mình nói mà họ dựa vào người khác. Họ quen, ví dụ như là anh giúp người ta mà người ta nghĩ là cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà cũng có một số người là người ta có một cái tâm lý, xu hướng tâm lý thứ hai, đó là người ta luôn muốn chứng minh mình sẽ phải mạnh hơn ở những người bình thường ở một cái điểm nào đó, và họ cố gắng điều đó. Họ phát triển một cái khuynh hướng trong cái bát cầu não, họ phát triển một cái khuynh hướng mà giúp cho họ có một cái tài năng hơn người bình thường. Nên khi tôi thấy là bị mù thì tai thính, còn có khi thì người bị câm này mắt là sáng hơn đó. Hoặc là cái người bị quẹt chứ chân của người ta bị khuyết tật đó, thì người ta có thể leo cây tốt hơn, tại cái tay nó phát triển. Cái em nghĩ là như vậy. Rồi, tới đây chắc là mình xin khép lại video này, thì cũng sẽ sớm quay trở lại với anh Trần Nên trong những tuần lễ sắp tới. Và cũng mong rằng là anh Trần Nên sẽ nhận lời mời của Colorman với thêm một chút động viên của bạn Giang nữa để anh đến với chương trình show diễn cuộc đời. Dạ, lần nữa thì em cũng không biết nói gì hơn, là cũng nói chung là cũng thành thật cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Nè, bắt tay cái này nha. Bữa nay bắt tay, nhưng bữa trước bữa tới là mình sẽ uống sát số luôn đó nha. Dạ, dạ. Rồi chương trình cụ thể thì các bạn trợ lý của em bé Ngọc sẽ liên hệ với anh nha. Dạ. Bé mà cái giọng ngọt ngọt ngào nãy đó. Nó xinh gái lắm á. Dạ. Ừ. Có gì liên hệ với anh rồi sắp xếp rồi mình thì có thể là mình sẽ làm ở đây nếu mà điều kiện nó thoải mái, còn nếu không thì mình lên Cần Thơ. Dạ. Thì ở Cần Thơ thì mình được cái chỗ hỗ trợ rất là tốt ở ngay chỗ Vạn Phát á. Dạ. Thì ở đó họ có một cái sân rất là lớn mà vừa rồi mình làm rất là thành công. Dạ. Anh nghĩ là cần là thì tùy theo điều kiện thôi, lúc đó mình tính tiếp anh ha. Thì dạ, em nghĩ là khoảng trong khoảng chừng 2-3 tuần tới thôi thì để em sắp cái lịch sản xuất rồi em sẽ vào thông báo với anh, rồi cái lịch cũng phải có tập nữa, sẽ có giám đốc âm nhạc rồi xuống đàng hoàng chứ. Dạ. Còn hôm nay thì anh chỉ đi để gặp gỡ, thì cũng như mình tiền trạm trước rồi mình cũng làm cái công tác quảng bá trước. Dạ. Rồi cảm ơn Giang nhiều nha. Cái ngồi ngồi trong này nóng quá à. Nãy giờ bật quạt nó sẽ rè âm thanh. Rồi thôi em chào anh nha, cảm ơn. Dạ. Anh. Dạ. Rồi đây em. Rồi gửi luôn cho anh Giang nha. Cảm ơn. Cái bộ set gia vị nhỏ nhỏ của anh.
ngồi tê luôn tê chân. Đây đây nghe dạ đây em. Ok em rồi. Anh hài lắm nha, anh cũng hài rút. Nói chuyện hài lắm. Anh vui mà nó chân chất, nó thật. Đúng rồi, đúng. Cái đó là cái quý. Em quý là vậy á, chứ nếu mà mình cảm nhận ở anh không có một sự tốt thì em không giúp đâu. Đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh nhiều rồi. Đây. Anh được 40kg không anh? Chắc không tới đâu. Em cũng nghĩ vậy á, chắc anh chừng ba mấy ký à. Chắc cũng cỡ 32-33kg giác gì à. Trời ơi. Nè, rờ con người ảnh nó coi như nhỏ xíu xíu mà không thấy thịt, không thấy miếng thịt nào luôn á. Tại nào về thiên nhiên vậy mà. Thiên nhiên gì mà. Rồi, thôi chú về nha, tạm biệt con nha. Bữa nay anh Clement đi đâu? Bây giờ anh về đi ngược về Cần Thơ. Ừ, rồi sáng mai anh chạy qua Sóc Trăng nữa, anh có mấy việc đi. Không, trên đó đang có dịch. Trên nào? Sóc Trăng ha. Tức là cái đoạn từ Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An này nọ. À, có cái sự cố đó. Đó, bộ đồ nghề của anh. Cái máy ảnh của anh nè. À, sắp đây không? Chụp tấm hình đúng rồi, chụp tấm hình kỷ niệm. Chắc mình ra ngồi ở đây luôn. Dạ dạ. Con gái này, con gái. Chụp hình tư kia. Đi, chụp với chú Giang tấm đây. Đi ra đây chụp với ba với chú Giang tấm nè. Đây. Đứng đây.